Vì sao? Mang tiền. Không được, tốn tiền. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi đó. Trừ ra nghỉ ngày mất 200 mấy bạc. Thiệt cái chứ. Điên hả mẹ? Nghĩ răng nói đó trời. Nghĩ răng nói ra em phải nghĩ làm mất tiền e té con khùng mà nói rồi đó mày nghe. Cuối năm rồi. Thôi ở ngoài thì cũng có anh gửi ra chi cho tốn tiền. Tốn tiền cước. Nhà trồng. Tốn tiền cước. Má không có biết em có con không? Ừ. Ừ. Nó đang chị bơi sáng này kia. Sao sáng ngủ vậy là tất bật chứ không biết là bước chân tiên nữa. Nằm nệm đâu có nằm giường. Nhà chị cái nệm 2m6. Hai cái nệm gập lại. Rướng mắng lăn mới nổi chứ còn không thôi. Ừ. À, hồi đó là giường. Sợ rớt xuống cái không không bốn Thank you.
đi làm về còn chơi game đồ được. Cái chị tối là thiệt cái chị cho con trong chỗ đi ngủ, cái chị đi ngủ chết trong khỏe. Bây giờ nó mà cầm điện thoại hoặc là chơi game nữa thôi. Con ta 11 giờ 10 rưỡi đi ngủ. Ngủ trễ lắm. Không có nằm lên cũng huyên huyên nói chi mà. Thì các ông bắt ta kể chuyện tuổi thơ mi nghe, mà ta nó kể đi tuổi thơ mà tôi kể hoài, mà bắt tôi kể hoài vậy đi trời. Kêu tôi ừ. Tất cả chuyện tuổi thơ. Ông lớn hồi tối không cho coi, chủ nhật mua cũng cho coi mà mình mấy bữa trừ chiều mua về thấy ông nội cho coi rồi cái không cho coi, ngồi chảy nước mắt. Ủa hai này bình thường coi đang không không nghĩ đến cái cảnh chủ nhật không được coi đi mà chịu chảy nước mắt làm cái gì, ngồi lau nước mắt mệt. Chí người phê bán cho vui cho lời mấy đồng đó. Mình công không dạy đâu. Ừ, đủ học nhóm trẻ thì thôi. Làm gì? Ừ. Cái mà gặp lại này cha của mình được á, bắt úp lưng ở cha của mình được á, bạn có camera cái ngoài được, rồi bà đánh khi mà đánh nó đánh là sợ luôn, lậu xuống cái này hút, mà biết được không, lấy cái khăn đó, ừ. Cái khăn mà nó ướt đó. Chị ác như nghĩa trời. Nó bạn thử tốn tay một cái bạn đau chỉ sợ luôn mà. Nhưng mà biết đâu đánh là nó không có làm. Không có bị nổ vết 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 trên mặt á, cũng bị ướt á. Giữ con họ được không giữ được thôi trả cho về. Quấn con họ mà nó quấn cho chết ghê là nghiệp.
phải con họ đâu mà họ xấu. Không đậm má em nữa. Không, không đậm. Thì bữa đó ăn cái bị bà nó bà tát cho phát đó. Tát mặt luôn hả? Tát bị ở trong miệng á mà lận ra mới thấy. Thì ông nội phi ra. Đang nội không biết rồi. Ai đụng với cháu ông? Không, từ từ cái bà ở trong xóm rồi nó còn nhỏ nhỏ. Cái đem ra trường học. Em cháu em đi học về nó hỏi là cô có đánh con không đâu. Thì cô chặn hết rồi. Ngon đúng không? Trời ơi, thấy ăn quả cắp mình thấy chút ghê luôn á. Chua không liếm? Trời ơi, thấy mày ăn mà tao bất rùng mình luôn á, kiên răng luôn, mặc dù thèm mà thấy bất kinh luôn á. Nhiều người thiếu cái chất chứ đó nữa thèm.
gà được